Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với lại kênh siêu cổ Swatch của mình. Thì như các bạn thấy trên tay của mình đang là một cái chiếc chắc ai cũng biết, Citizen Z, máy răng cưa nha các bạn. Máy răng cưa. Thì đó, các bạn thấy số 19 không? Đó là 19 chân kính nha. 19 chân kính. Chống nước là 40m. 40m. Cái size của cái chiếc đồng hồ này khá lớn luôn nha. Size 38 nha các bạn. Chưa tính cái nút. Size 38. Zin nguyên con trừ dây giữ khóa là hai dây da xịn. Mặt chải tia màu trắng, rất là đẹp. Cái kiến nó có rạn nứt như các bạn thấy không? Mình lắc qua là các bạn thấy cái kiến nó có rạn nha, có rạn thôi, nhưng mà kiến nó có giọt nước ngay cái lịch đó, các bạn thấy nó rạn nhưng mà không sao, nó rạn thôi chứ nó chưa có nứt nha. Nút zin đáy thì có chữ nhưng mà hơi bị mòn xíu, thì anh em chơi thì chơi lâu thì nó phải có những cái độ hao mòn, khá là đẹp luôn nha. Cái mặt chảy tia luôn. Máy thì hoạt động rất là chuẩn luôn, hoạt động rất là chuẩn, không bị đứng tào lao nha các bạn, không bị đứng tào lao. Size thì rất là lớn luôn. Form này lên tay cho anh em nào mà thích size to mà chơi đồ xưa thì con này thì đỉnh rồi. Máy auto. Đó, thì bây giờ mình mở máy cho các bạn xem nè. Đó, số 19 Jewel, máy automatic, máy răng cưa. Tương đối là còn khá là mới luôn nha. Nha các bạn. Tương đối là còn khá là mới, chạy rất là chuẩn luôn nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem tới cuối clip. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông để ủng hộ và xem những video mới nhất ở bên mình. Cảm ơn các bạn.